Xin chào quý gia chủ. Hôm nay Đồ Đồng Dung Quang Hà xin giới thiệu sản phẩm đôi hạc thờ bằng đồng ca tụt. Nét mảnh mai, uyển chuyển trong dáng hình loài hạc là ấn tượng đầu tiên cần được nhắc đến. Hạc sở hữu nét đẹp thanh thoát với chiếc cổ dài, đôi chân khẳng khiu. Ngoài ra, nó còn sở hữu cặp mỏ dài và đôi mắt đầy sinh động. Thần thái của hạc vô cùng uy nghiêm. Chúng tôi đã sử dụng đồng ca tụt để chế tác đôi hạc thờ bằng đồng này. Tạo hình của sản phẩm truyền tải nhiều thông điệp tốt đẹp, nhân văn và may mắn. Chim hạc biểu trưng cho bầu trời, con rùa chính là mặt đất. Rùa cõng hạc ngụ ý cho một tình bạn đẹp, phản ánh ước mơ thiên địa hòa hợp, vạn vật sinh sôi. Đặc biệt, cả hai loài động vật đều trên đều sở hữu tuổi thọ cao. Hình tượng hạc ngậm sen có ý nghĩa gì? Hoa sen biểu thị cho sự giác ngộ và trí tuệ. Nó đồng thời phản ánh phẩm chất cao quý. Đồ Đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.